Xin chào các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini 68.com chúng tôi giới thiệu với các bạn một chiếc máy bơm áp lực 12V 80W. Đây là một trong dòng bơm áp lực sử dụng động cơ 775 khỏe nhất trên thị trường hiện nay. Thì dòng bơm này thì cái công suất của nó là 80, áp lực của nó là 0,9 MPa và lưu lượng của nó 5,5 lít một phút. Thực ra đây là cái dòng động cơ 775 RS, tức là cái loại lớn nha các bạn nhé, size lớn hơn so với cái dòng 60W một chút thôi. Thì mình hôm nay mình sẽ test với chiếc bơm này với một cái cần phun thuốc sâu dài có 5 đầu béc, và để chứng minh cho các bạn xem cái độ mạnh của máy bơm. Và các bạn nào có nhu cầu sử dụng chiếc bơm này để thay thế những cái chiếc bơm trong bình phun thuốc, những cái dòng mà 45W, 60W hay là 30W mà muốn nó mạnh hơn, thì các bạn thay thế con này vào những cái bình phun đấy, đó là những cái bình phun 18 lít đấy bán trên thị trường, thì dòng này nó sẽ mạnh hơn các bạn ạ. Để chứng minh đó thì mình sẽ thử một là với cái đầu béc rửa xe này qua 10 mét ống phi 8 ống nhỏ và với một cái cần phun thuốc. Đây, máy lực phun rất mạnh này, cong rêu ra hết. Đấy. Con này các bạn có thể dùng để vệ sinh điều hòa máy lạnh các bạn nhé. Con 80W này. Đối với những cái dòng 80W trở lên này, các bạn có thể sử dụng để vệ sinh điều hòa máy lạnh, ok. Đấy. Rất mạnh, phun đi rất xa này. Sau đây mình sẽ test với lại cái đầu phun thuốc. Đó là cái nội dung chính trong ngày hôm nay. Cái bơm này thì là có công tắc rơ le, các bạn khóa nước ra là nó tự ngắt thôi, rất là hay ở chỗ đó. Bạn chờ mình một chút, cái cần phun này nó hơi lỏng. Đây, mình đã kết nối xong rồi đây. Wow, rất mạnh luôn. Cực mạnh các bạn ạ. Quá ok luôn. Con này thì phun với cái cần 5 đầu béc này khỏi chê. Đấy, nó có sách máy có chứng, thể hiện bằng video, bằng hình ảnh cụ thể, không nói mô tả lý thuyết suông các bạn nhé. Con này các bạn sử dụng để phun thuốc là ngon lắm đây này. Tất nhiên thì nó so với những dòng 2800, 2600 thì nó không thể so được, bởi vì là những cái dòng kia là còn tính độ bền của nó nữa, motor xịn hơn. Con này là ưu điểm là mạnh, mạnh mẽ. Tất nhiên là không thể nói là nó không bền, nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách ra, mạnh mẽ và giá thành nó phải chăng. Ngắt là nó tự ngắt này. Đấy, và để mua hàng thì các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 038 6898 366, website máy bơm mini 68.com. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.